ai trong đời chẳng cầu nghiệp, mà cầu nghiệp là từ đâu? Nghiệp từ lưỡi tuông ra đeo vành môi, nghiệp tụ bút một phát vô mặt, bài dòng nghiệp con vương bờ môi. Ai không kịp mà không đồn lời đồn ta, đồn từng mõ đi xa, đeo vành tai đi vào cầu, sống lên cao lại xuống nghiệp, rồi đừng tìm tay lại đồn đi. Ai đi đồn mà không chẳng có tiền mà tiền là đèn để từng từng ăn bông bông đi là đèn từng tay em bông đi không hiểu là vấn đề sinh là vấn đề sinh.